Nội thất hiệu huân kính chào toàn thể quý khách, xin giới thiệu với mọi người đây là bộ hoàng gia Louis mẫu mới nhất năm 2023 của nội thất hiệu huân. Thì kính mời toàn thể quý khách cùng theo dõi và cùng chiêm ngưỡng cái mẫu cực kỳ là đẹp này. Mẫu hoàng gia Louis này chân 12 gồm có 6 món chất liệu gỗ hương đá 100%. Và cái bộ sản phẩm này có một đặc điểm rất là đặc biệt, không những cái phần trương được cải tiến theo mẫu mới nhất của năm nay rất là đặc sắc và ấn tượng, mà bên em tuyển chọn được những cái xốp gỗ, những cái phần tay đặc, những cái phần ván, phần vách, phần ván ngồi cực kỳ là đẹp, đẹp và dày vân. Các bác có thể để ý theo dõi đầu tiên đó là cái đoạn dài, hay còn gọi là cái văng dài, có chiều dài là 2m49, 2m49, cao là 1m41. Và từ cái vân ván các bác có thể quan sát này, từ vân ván đến vân vách cực kỳ là đẹp, rất là dày vân và sắc vân thì phải nói cực kỳ là ấn tượng. Những cái thớ vân, đường vân, thớ gỗ thì nổi bật, uốn lượn, cuồn cuộn luôn. Và cái phần ván này bên em làm ván dày tận 2 phân và khuôn tranh là dày 4 phân. Rất là đẹp, khuôn tranh dày 4 phân và có 2 lượt chỉ. Và cái phần hơn nữa thì cái phần yếm này, phần chỉ, phần khuôn tranh bên em làm lượn sóng rất là ấn tượng. Đoạn thì gồm có 8 chân, 4 chân trước, 4 chân sau. Và cái mẫu trương các bác có thể quan sát mẫu trương này, mẫu trương cải tiến đẹp nhất của năm nay, với những cái đường nét hoa hồng kết hợp với những cái đường nét hoa lan tây uốn lượn. Uốn lượn rất là kiêu sa kỳ vĩ. Và những cái sắc vân, những cái đường chạm trổ cũng vậy, rất là chi tiết. Thay vì những cái phần bên cạnh, phần trương cao, phần bên cạnh hơi thấp, thì năm nay bên em đã cải tiến để cho những cái phần hoa hồng, những cái dải hoa hồng hoa lan tây cao hơn thì nó sẽ cân đối hơn cho cái dáng trương. Những cái đóa hoa hồng nở cực kỳ là chói lóa, nở rất là rộng. Từng cái thớ hoa hay là từng những cái dải hoa lan tây uốn lượn rất là đẹp mắt. Tất cả những cái phần tay này tay đặc liền sát ôm vào cột, liền sát cột luôn. Đấy, liền sát cột. Và tay này là tay chữ S, rất là mềm mại ấn tượng. Tiếp theo đến nữa đó là hai chiếc ghế đơn có chiều rộng là 1m05, sâu là 73 và cao vẫn là 1m41, vẫn là tay đặc, toàn bộ là tay đặc nguyên khối và liền sát cột, khuôn 4 ván 2 dày dặn. Trương bên em làm trương xẻ 10, trương dày 10. Và dáng trương rất là cao, bề thế sang trọng. Hai cái phần vai ghế thì bên em làm cong nhẹ lên đằng trước này, không hề bị thẳng đơ mà cong nhẹ nhàng sang hai bên. Và trương, dáng trương rất là sang trọng, quyền quý. Những cái dải hoa hồng kết hợp với những cái điểm rất là đặc biệt của phong cách hoàng gia Louis, những cái bông, những cái dải hoa, dải lá hoa lan tây, rất là đẹp, ấn tượng luôn. Tiếp theo đấy là chiếc ghế đơn còn lại, cũng thế, vẫn là tay đặc và cùng kích thước với bộ kia, cùng kích thước với chiếc ghế đơn còn lại. Rộng 1m05, chân 12, khuôn 4 ván 2, trương dày 10. Bàn thì có kích thước là rộng 81, dài 1m6 và đôn đầu bàn có kích thước là 81 x 45. Bộ bàn ghế này có 3 ngăn kéo, 2 ngăn kéo đối với bàn và 1 ngăn kéo ở đôn. Đôn ngồi thì có kích thước là vuông 40. Bộ sản phẩm thì gồm có 6 món tất cả và làm rất là dày dặn. Tất cả phần ván bàn, bàn ghế, ván đôn là toàn bộ liền tấm dày 2 phân. Liền tấm dày 2 phân, khuôn tranh dày 4 phân. Và sản phẩm thì gồm có 6 món, hiện chưa có chủ nhân. Rất là may mắn là bộ này chưa có chủ nhân. Nếu mà ai có quan tâm đến cái mẫu sản phẩm rất là đẹp, độc đáo và mới lạ này thì có thể liên hệ tới Nội thất Hữu Huân qua số hotline là 0988 685.